Chỉ cần thắt đừng để chết trong trại nhé. Phép bị vậy như chúng nó đi hết từ hôm nay. Giữ con thỏ. Giữ con thỏ. Giữ con thỏ. Giữ con thỏ. Lorry, Oklahoma, Zokanta, Oklahoma, Rogan, Lorry, Oklahoma, Rogan, Yuri, Zokanta, Don Thomas, Lorry, Yuri. Với trận thi đấu thứ tư, trận đấu thứ hai đội bạn có một Pamperan và một Max C. Trong đó Chiboy là người cầm Egypt và Hồng Anh là người cầm cho Son Dian. Hiệu 7 dành cho Chiboy. Gỗ đầu cũng đã khá gần cho bài Egypt này. Rất gần như vậy là khá gần. Mạnh máy của game thủ Hồng Anh, người đánh chém. Đấy, to tốc độ mạng nó như thế mà các anh em bảo lag thì chắc là cháu cũng chịu thôi. Hết cách chữa rồi. Nó quay trở lại với diễn viên chính của trận đấu thì bây giờ ông anh đang ở bãi quả phụ. Và kích đời ở 8.5 với 24 giật. Thấy thông tin là có thông tin rằng He He chuẩn bị đi bộ đội. Tôi không biết thực hư thế nào nhưng mà cho thằng đấy đi bộ đội thì chỉ tốn cơm gạo của nhà nước thôi. Không biết là bộ quốc phòng nghĩ gì mà cử cho cái thằng He He đi nghĩa vụ. 17%, 24%, ban 17% đã lên đời. Tôi mà lên bộ trưởng bộ quốc phòng thì cứ đến tuổi đi bộ đội hết, không chừa bố con thằng nào hết, cho nó mát. Mỗi tội là không được lên. Rogan, 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 Rogan
Oklahoma, Oklahoma, Papadakis, Glory, Holmes, Home Papadakis, Oklahoma, Rodan, Donna, Oconta, Oklahoma, Zoconta, Holmes, Oklahoma, Donna, Rome, Rickett, Donna, Zoconta, Rogan, Papadakis, Papadakis, Glory, 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 Donna, Oconta, Oklahoma, Rogan, Oklahoma, Oklahoma, Rickett, Oklahoma, Chết lòi câu mà gạch đá kinh quá. Đây xung phong đi bộ đội nhưng mà không được nhá. Đây là đây xung phong đi đấy nhưng mà không ai cho đi. Đen. Vâng, các bạn có thể thấy Pamiran của game thủ Hóng Nhi đang có rất rất nhiều ruộng ở nhà. Người này ruộng mà người ta phát lạc đà ra thì đỡ kiểu gì. Mà cái công việc của mình là cái công việc mà gọi là chỉ có tạo à không, như vậy đây màu 8 này là Max C chứ không không phải Pam, nhầm. Đây là Max C. Ban thì chẳng chả ai đi đẻ chém cả. Thần kinh mà đi đẻ chém. Khá là căng. Bây giờ bác xe đang có khoanh rộng to. Và Hoàng Nhi đang đánh tại nhà của mình. Có còn lại cung giờ để bắn rồi, tên này căng. Tên này là rất rất căng. Chip boy. Vâng, tham lại 33 thôi. Hồng Anh đang bán gọi là khô máu của mình. Bắt đầu đào vàng và chuyển cung A. Bắt đầu có những con chém của Hoàng Nhi lởn vởn sang phía nhà của game thủ Chip boy rồi. Một bài chui hốc. Và liệu Chip boy có cân hai lỗi không? Vâng, đang bắt đầu có một tên quân đi à 47/68 là cái timeline của game thủ của Chip Boy lúc này. Nhưng nếu như không đẩy được sớm thì cũng sẽ rất căng. Hồng Anh hình như chạy được một con dân về đây thì phải. Sắp 4 rồi, bây giờ phải là thời điểm đẩy quân. Không thể đợi lâu hơn. Để thêm lúc nữa thì 4 nhà, 5 nhà A đánh nhau với 10 nhà BL thì còn đỡ vào mắt. Phải đẩy. Đẩy thì mới có cơ hội, không đẩy thì sẽ không có cơ hội. Và mấy con cung R chẳng có cái tí tác dụng gì đến từ game thủ Chip Boy cả. Ban vẫn đang chỉ là 19 dân, không tăng dân. Màu 3 và đây rồi. Ô
chắc chắn đội bạn sẽ lòng lừa bắt quân. Và đây là một cái, đây là một vị trí đứng đẹp của Chip Boy. Và ở nhà cần phải bo vế cẩn thận lại. Chỗ đấy kín, có đi qua được đâu. Tham Lai đang tăng lên là 77 đến từ cái thủ Chip Boy. Bây giờ phải đốt hết nhà đi. Cứ đứng đây mà đốt hết ruộng. Đứng góc đẹp vào. Và Hoàng Mai Nhi thì đang muốn đổi nhà tên này. Đổi kiểu gì? Đổi kiểu gì? Vâng, màu 3 lên cung A, hài áo xong rồi. Lừa bắt tên này. Lừa bắt tên này. Như vậy là vấn đề về về lớp chạy thoát. Tham Lai 87 trên 88 đến từ game thủ Chip Boy. Cùng à, Tham đè mạnh lắm. Hồng Anh thì còn một thằng dân tầm này ngồi đọc báo rồi. Ngồi đọc báo xem Tôn Ngộ Không. À nhầm, ngồi đọc báo xem phim kinh dị. Mà diễn viên chính trong bộ phim này không ai khác, đó chính là game thủ Chip Boy. Vẫn 19 dân đến từ bên lớp á. Không có dân. Không có dân thì đội bạn có chém đảo đấy. Cần phải chú ý tờ này vào. Vâng, về lớp à, chưa vẩy e vài cái vào giữa, không cho lạc đạo nó đảo. Đúng rồi, 70. Ủa, chết rất nhiều quân. Vâng, những con lạc đà pan nó đảo thật sự là hiệu quả. Khó quá, vẫn không đỡ được. Lạc đà pan đảo quá hiệu quả đến từ game thủ về lớp. Và tỷ số là 3-1 ở xe đấu thứ hai, nghiêng về Hoàng Nhi về lớp và 1-1 về C. Chúng ta sẽ cùng đến với xe đấu thứ ba. Trận đấu đã trở về thế cân bằng.